xin chào tất cả mọi người. Thì như mọi người đã thấy, trong cái khoảng thời gian gần đây, công ty Sơn Đông tung ra thị trường rất là nhiều những mẫu mặt hàng nội thất cổ điển cao cấp, từ phòng khách nè, phòng ăn nè, cho tới phòng ngủ. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới mọi người một cái mẫu tủ tivi siêu siêu xịn. Và cái mẫu này thì nó đặc biệt hơn những cái mẫu mà em giới thiệu tới mọi người rất là nhiều. Thì đây là một cái sự kết hợp giữa cái nguồn nguyên liệu là gỗ gõ nhóm 1 cao cấp với những cái nguồn nguyên liệu gỗ quý được nhập khẩu từ châu Âu. Nghe rất là hấp dẫn phải không ạ? Và không để mọi người chờ lâu nữa, thì trước mắt mọi người đó chính là mẫu tủ tivi Hoàng gia Luxo mang thương hiệu của nội thất Sơn Đông. Với lối thiết kế mang đậm hơi hướng cổ điển, vô cùng là quý phái. Nội thất cổ điển nổi tiếng bởi những cái đường hoa văn đối xứng vô cùng đẹp, nhìn nó khá là cầu kỳ nhưng mà lại không rối mắt. Những cái phần nguyên vật liệu mà tạo nên phải là những loại cao cấp nhất, giá thành đắt nhất, thì bởi vậy nó mới có giá trị. Đối với cái mẫu tủ tivi này thì như hồi nãy em đã giới thiệu tới mọi người là từ nguồn gỗ gõ gõ đỏ kết hợp với những nguồn nguyên liệu cao cấp. Thì nói sơ qua về gỗ gõ đỏ thì đây là một cái loại gỗ có xuất xứ từ Nam Phi và nó có một cái độ bền khá là ok, thân chắc nè, thớ gỗ mịn nè, dễ dàng tạo hình và không bị mối mọt xâm lấn. Còn về những cái nguồn nguyên liệu gỗ quý hiếm thì em sẽ mời camera quay lại gần đây để em sẽ chỉ cho mọi người xem luôn. Đây, mọi người nhìn vào những cái phần trên mặt bàn này nè. Những cái phần trắng trắng này nè là nu của gỗ áp. Còn như những cái phần này nè là những cái mắt của gỗ nu. Thì tại vì nó là gỗ nu cho nên không có cái cây nào mà nó hoàn hảo cả. Và những cái họa tiết này thì đều là những loại gỗ quý nhập khẩu từ châu Âu, như là gỗ vanh nút này và gỗ santo trắng và vàng. Đây, mọi người nhìn những cái đường nét hoa văn này nè, phía dưới đây cũng có. Những cái hoa văn này nếu mà mọi người để ý thì nó thường nó xuất hiện từ trên những cái cung điện hay là những cái siêu xe đắt tiền như là Lamborghini nè, hay là Rolls Royce nè, hoặc là trên những cái chiếc du thuyền hàng triệu đô, vô cùng đẳng cấp. Và khi mà chúng ta nhìn tổng thể tủ thì chắc chắn là ai cũng sẽ cảm thấy ấn tượng. Còn đi vào cái phần thiết kế thì cái mẫu tủ này có kích thước là ngang qua là 2m, cao là 75, chiều sâu là 50. Đi từ phía dưới lên thì mọi người thấy cái phần chân này không? Đây là điểm nhấn của tủ, phải nói là vô cùng cầu kỳ. Các chi tiết được đục chạm nè, tỉa tót rất là kỹ, hoa văn đối xứng với tỷ lệ vô cùng hoàn hảo. Và đặc biệt nó không có hề rối mắt luôn. Bằng tất cả những tâm tư tình cảm của các người thợ bên Sơn Đông đã tạo ra được một sản phẩm trên cả tuyệt vời. Còn ở phía dưới tủ này nè mọi người, hoàn toàn là một khoảng trống luôn. Phía đây nè, còn đây là một cái bệ, dưới đây là một cái bệ và trên đây là một khoảng trống. Thoạt nhìn thì khá là mong manh, nhưng mà không đâu nha mọi người, vì cái mẫu này đã được nghiên cứu vô cùng là kỹ lưỡng rồi. Nói về phần ngoài của tủ thì ở mặt trước đây nó có ba cái phần hộc tủ to gồm hai cánh. Phần hộc tủ rất là rộng rãi. Còn hai bên hông thì nó có thêm hai cái phần hộc tủ nữa. À, kéo ra, em kéo như này. Ôi, và nó kéo ra được như thế này nè mọi người. Ôi, hay chưa? Phần cánh này là cánh cong nè. Mọi người thấy lạ chưa? Để đây. Y nó hít nữa này, nó hít như thế này. Đó. Rất là xịn. Phần tay nắm cổ điển được cách điệu. Rất là quý phái, rất là sang.
Còn nói về cái dáng tủ thì không thể nào mà chê được rồi. Người Việt mình nó có một cái câu nói vui như thế này, là nhất dáng nhì da, thứ ba là tóc. Càng đẹp thì càng giá trị, đúng không mọi người? Mẫu tủ TV Hoàng gia Luxo được bán với mức giá niêm yết là 48 triệu đồng và hiện chỉ có một cái duy nhất vừa được sản xuất xong và cũng là cái duy nhất được sản xuất trong năm 2020. Vì vậy, quý cô chú anh chị nào thấy ưng em này thì hãy điện thoại ngay vào cái số hotline của em là 0889 420 949 để em có thể tư vấn cũng như là đặt hàng cho mọi người. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay của em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.